đỡ luôn mà. Định sao đỡ? Định sao đỡ? Định sao đỡ? Sao? Địch sao mà đỡ? Địch thúi mà hồi sao đỡ? Hả? Sao cười? Anh nói địch thúi hả mà hồi sao đỡ? Thúi mà đỡ. Nó không có nặng cái bụng, không có đầy bụng hả? Ờ. Không đầy hơi hả? Ừ. Về cho cái lời thân vợ không mặn nha. À, dạ. Mới cái này nó con nhỏ nhỏ rồi sắp thấp tôi rồi. Dạ. Yeah. Dạ sắp tới tôi rồi. Sao còn chưa? Mưa thấy mát hay lạnh? Mưa hả? Ờ, à, mưa nãy giờ nè. Không có lạnh. Không lạnh hả? Ừ. Đây 4 giờ rồi nè. Mau. Dữ vậy. Thôi giờ nằm gió nha. Nằm đi, nằm đi. Con với gì con? À, hồi sáng má con nấu canh chua với gà đâu hôm qua kho đó. Ừ. Dạ.